Xin chào tất cả các anh em nha. Video này hướng dẫn cho tất cả anh em clip tóc cần hoàn toàn miễn phí free cho tất cả anh em. Đây thì mình hướng dẫn tất cả bạn clip 3 con tóc cần. Một con thứ nhất là Rip tóc cần, và con hai là SSNN tóc cần. Con thứ ba là Bro Chan tóc cần. Rồi đấy biết được các bạn join vào kênh Telegram group của mình các bạn. Vì mình để chứ không có để với phần link mô tả. Các bạn join vào kênh Telegram group của mình. Các bạn copy là từ đầu không nhăn các bạn. Rồi các bạn copy xong các bạn mở với chút wallet của mình lên nè. Rồi các bạn nhấp vào cái hình chỗ này nè các bạn. Các bạn chỉ việc bass cũng chắc nó vào. Vì mình copy mà. Rồi các bạn chỉ việc là mở ra, tự động mở ra thôi các bạn. Rồi giờ có 1000 tóc cần SS các bạn. Con kêu các bạn cũng làm tương tự như các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc. Mình xin chào tạm biệt tất cả các bạn hết. Và hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.